mình đồng không mong quạnh vậy trời? Ủa đây không có gì hết sao chơi? Đúng định vị là đây rồi mà sao không thấy gì chứ vậy? Alo? Alo? Ai vậy? Ai vậy? Ủa sao giọng chị còn gái ngủ vậy chị dạ? Trời, chị không lưu số rồi em hả dạ? Ủa Cẩm Thơ. Tới chưa? Em tới rồi, tới cái chỗ định vị chị gửi cho em nè. Ủa sao chị cũng tới rồi mà chị không thấy em? Cái gì vậy? Em tới đúng cái chỗ định vị chị gửi cho em luôn á. Chị gửi cho em định vị là quán cà phê cây cầu dừa đó. Không có cây cầu dừa, em đang đứng dưới cái bóng cây nè. Cây đó cây gì? Cây cây này, ê tên gì vậy? Không trả lời chị ơi, em cũng biết nó tên gì nữa. Em bây giờ em nói chuyện với cây luôn rồi hả Phúc Trang? Nhưng mà nó không trả lời, bây giờ ở đây có một mình em luôn á. Chết rồi, trời đất ơi, chết rồi, bậy quá. Cái gì bậy? Trời ơi, đáng lẽ gửi cho em định vị cây cầu dừa. Ờ. Mà chị lộn, chị gửi cái cây gì chị cũng không biết luôn. Trời đất ơi. Ủa nên là bây giờ em hãy hỏi đường người ta đến nhà anh chuột chị Hương. La bị dậm, bây giờ đi kiếm nhà anh chuột chị Hương đúng không? Đúng rồi, đừng có kiếm lộn nhà anh tí là không phải nhà anh chuột mới đúng nha. Dạ rồi. Rồi thôi nha. Ủa giờ tôi đi đâu về đâu trời? Cô cho con hỏi, cô biết nhà anh chuột chị Hương không cô? Bên kia à? Ủa là gần tới hả cô? À. Ở đâu? Ở bên kia. Bên kia là mình đi đâu? Mình đi đường này. Anh đi này thẳng nào. À cái đường này mình đi thẳng vô. À. Là tới. À. Dạ, cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Cô chạy đi cô. Sao cô dẫn bộ luôn vậy? Chạy đi cô. Ok. Phúc Ca Cẩm Thơ phải không? Phúc Ca. Trời ơi, hai vợ chồng sao xinh lẹ xinh lét vậy? Áo đẹp không? Đẹp mà chói quá. Áo người vẽ ước mơ á. Trời, ý là em đeo kính đen luôn á mà còn thấy chói á. Mở ra cái dạ quang luôn á. Chói luôn á không? Chú đây. Nhưng mà nó nghe nè, nó nghe. Gì? Em đi tìm đường nãy giờ rất là xa luôn á. Đi ngàn dặm mới gặp được chị Lâm Mỹ Dạ luôn á. Rất mệt mỏi. Tại sao hai anh chị lại chơi em như vậy? Chơi gì? Là đưa một cái định vị ở rất là xa, xong đi hỏi thăm người ta mới được tới đây nè. Lỗi Google bị gì? Đây là quán cà phê cây dừa, nhưng mà nó định vị gửi cho em là cái cây dứa, cái uống sữa. Không hề thấy một cây dừa nữa cái quán cà phê này luôn á. Vậy mới lộn. Quán cà phê cây dừa nhưng không có cây dừa, bị gì mới lộn. Rồi chơi đi. Cái gì? Sao ngủ lại đi du lịch chơi? Chơi gì? Ai biết đem một vali đồ kìa. Trời ơi trời. Chào mừng em đến với lại chương trình Người vẽ ước mơ. Ủa là mình quay chương trình hả? Đúng rồi, là lát nữa là mình vẽ ước mơ cho anh chuột cái lời chị Hương á. Là cái nhà nãy giờ em đi tìm á hả? Ờ. Đấy có quà, có quà quên mất. Đây, Phúc Ca Cẩm Thơ. Ủa sao tại sao em lại có quà vậy? Ông Tiên gửi cho em. Ủa một ông Tiên trong chương trình Người Vẽ Ước Mơ. Ừ. Quà. Quà mà sao mặc hai anh chị kỳ vậy? Mặc hơi sợ sợ. Không có. Mặc có cái gì đó nó sao sao á. Quà. Tiền hả? Chắc là vậy đó. Trời ơi, chưa hết là có tiền rồi. Chúc mừng Phúc Ca. Có giấy. Có giấy, không thấy tiền nha giấy. Màu hồng. Có chữ nữa. À, người vẽ ước mơ. Đến nông trại Tâm Lan, ấp Phước Tân 2, xã Phan, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh để thực hiện công việc hái trà, đóng bao và cho bò ăn. Hoàn thành công việc sẽ nhận được 100.000 đồng một người. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu. Đi thôi. Mình đi nào, đây để anh xách cho. Anh thật là ga lăng. Mình sẽ đi bằng siêu xe, có một chiếc siêu xe đang chờ em. Chiếc xe màu đen này đây.
Đi. Đi xe này. Cái gì? 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 Ủa sao? Mở cửa. Xe anh ta. Ủa? Xuyên qua cái siêu xe này luôn. Cái gì? Em đã từng nghe tới phi công thì bây giờ mình cũng đi xe có chữ công mà nó là công nông. Ủa? Em thấy không? Đi như máy bay không? Ủa? Có cầu thang lên nè. Lên như máy bay luôn. Đẩy vô, đẩy vô. Đẩy vô, đẩy vô. Đúng rồi. Welcome to the công nông. Ok, xuất vé không? Xuất vé. Không, được rồi. Oh yeah. Mỹ vé, mỹ vé. Ơi. Đi nè. Như là... Đi giống như là đi ống vô vậy hả? Rồi, vô luôn. Công nông đồ, trời ơi. Siêu xe làm gì có mấy cái này em? Ủa? Sao? Em cảm giác như thế này giống như trong phim á. Phim gì? Phim mấy phim Việt Nam mình hay coi vào mấy cảnh thôn quê đồ á, hay ngồi xe đi đi vậy nè. À, về quê chăn bò. Ai nói chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm á. Ơi ơi ơi, Châu. Chupa. Chupa. Bò này là bò nọc nè con, bò giống nè. Dạ, nhiệm vụ của em là cho bò ăn đó. Dạ. Cho bò ăn cỏ chứ đừng có cho bò ăn thịt nha. Cái gì vậy? Thấy em nó mừng. Không sao đâu con, không sao đâu, từ từ. Cái lưỡi của nó. Dạ. Yeah. Cô. Dạ. Dạ. Con của cô là lớn con lắm. Dạ. Hả? Cái lưỡi của nó. Dạ, liếm con cỏ vậy nè. Ừ, đúng rồi con. Nè, chị dạ đây coi nè. Là cái máng nhỏ mà cái máng nó nè con, nè con đây nè. Nè con bỏ máng đây nè. Nó lẹ cái lưỡi. Nó liếm vừa. Nè. Ăn dạ. Đi bò. Đó. Ăn đi bò. Đó. Ủa sao tới chị vậy mới giống đó con. Để chị không nó ưa chị mà nó chưa. Vậy đó mới ăn là. Ăn đi bò, ăn đi bò. Con vô, con vô. Không nổi. Không phải nó có gì kéo nè. Em phải hát một bài cho bò nghe để bò ăn cho ngon xem nào. Ai nói chân châu bò chân này con bò dạ. Nó vừa bò hát thôi à. Ông bò ông bò chị coi nè con giòn nè nè chị coi nè à bắt đầu bây giờ là mình cho ăn xong rồi. Dạ. Cô mời tụi con đi ra. Dạ. Dạ. Ủa sao con bò đây màu trắng vậy cô? Bò này là bò Út á con. Bò Út. À, hôm nay tụi con tới đây giúp cho tụi con, cho cô. Dạ. À, bữa nay là cái này là tiền công của tụi con. Cảm ơn bà chủ. Wow, chủ mới yêu cầu cái nhiệm vụ. Ba anh chị em chúng ta được 300 ngàn. Yeah. Rồi đây là cái mật thư. Mật thư. Dạ. Wow. Của chương trình Người Vẽ Ước Mơ. Con xem nha. Chia thành hai đội, mỗi đội được chương trình cấp cho 500 ngàn. Hai đội phải mua những lương thực và vật dụng được cho là cần thiết với các bé 12 tuổi, 3 tuổi, 8 tháng tuổi. Với những món đồ hai đội mua giống nhau sẽ được chương trình cộng thêm 20 ngàn vào tổng số tiền đang có ở thử thách đầu tiên. À. Là mỗi một đội là 500 ngàn, vậy chia đội sao? Với kinh nghiệm của một người phụ nữ đã có con, đúng rồi. Thì chị sẽ một mình một đội, chắc hai người luôn. Gì ghê vậy? Ghê vậy? Cho lỡ mình mua không chung nhau. Wow, còn tiền quá, đó. Quá. Không, chị nghĩ là giữa chị và chồng chị sẽ có những cái thần giao cách cảm bởi vì cả hai đều có kinh nghiệm. Ok, cho chị 500 ngàn. Yeah. Anh cầm đi. Thôi bây giờ chào cô. Rồi, dạ, con đi thực hiện nhiệm vụ mới. Rồi, cảm ơn dạ, con. Cảm ơn cô. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, chào con. Dạ, chúc cô luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, sự tươi trẻ. Rồi, cảm ơn con nhiều. Dạ, chào cô. Dạ, đi. Cảm ơn đi, cô. Đi. Dạ. Rồi. Nào các bạn ơi, nào các vợ ơi. Các vợ ơi, cái gì các vợ? Vợ ơi. À, nào vợ ơi. Nào các bạn ơi, nào vợ ơi. Chúng ta đã tới ngay cổng chợ xã Phan rồi. Bây giờ mình sẽ tách ra làm hai đội làm nhiệm vụ. Nhưng mà chương trình ra điều kiện thế này, mình phải chơi là thật công bằng, không được chơi ăn gian. Chơi ăn gian, mỗi lần chơi ăn gian thì chương trình sẽ trừ 20 ngàn đó. Tụi nên... luôn tới chợ xã Phan chơi ăn gian thì sẽ bị phan.
Thật là dí dỏm. Ủa mình đâu phải là một đậu. À xin lỗi. Ủa anh không bên em. À mình đi thả phan, mình chơi nhạc là sẽ bị phan. Thôi chơi đi, mình đi. Nhưng mà bây giờ là cho chị quyết định đó. Một nào? Chị đi hướng nào? Chị đi hướng nào kệ chị đi. Xin lỗi chồng. Vô xã phan, tự nhiên em hay phan, em xin lỗi chồng. Đi đường này. Đây, anh sẽ cầm giỏ cho. Dạ. Anh sẽ hộ tống em. Dạ, chào cô. Chào cô. Chào chị. Anh có sổ cho em bé tâm giao cách cảm với chị già được không? Em không biết gì luôn á. Cách cảm. Cố gắng lên, kết nối. Thế giới bên kia. Mua đồ chơi. Mười bịch là bao nhiêu vậy? 58. Là bớt chưa? Bớt rồi. Là chứ 10 bịch giá thật bao nhiêu? 60. 2000. Đúng xỉu luôn á. Không có bớt là được rồi. Chỉ nào có là có bánh. Dạ có bớt là được rồi chị. Dạ cảm ơn chị. Chị lấy em bánh đi chị. Mình mua bánh luôn anh. Dạ. Rồi kẹo luôn. Kẹo này cay không? Không. Rồi bỏ vô. Rồi hết tiền. Đã hết 500.000. Và chúng tôi có một giỏ đồ. Nhưng không biết là có trùng với chị dạ hay không. Dạ. Rồi cảm ơn chị. Đi cảm ơn chị. Quá nhiều đồ luôn. Thôi đi mua cái gì mà lâu quá vậy không biết. Nè. Ơ vợ. Ủa. Trời. Mua xong chưa mà ngồi đây vậy. Ủa sao mua ít vậy. Ơi sao chị mua được 2 thùng luôn vậy. Ừ. 2 thùng. Đi. Bỏ lên vai em. Dạ em cảm ơn chị, em đi nha. Mua xong chưa? Sao em mua có một giỏ vậy? Ủa sao mua ít vậy? Ít nhưng mà trong đây nhiều thứ em lắm. Mua trong đây có đầy đủ mọi thứ luôn. Đó bây giờ mình tổng kết luôn, tổng kết tôi gì giống nhau không? Rồi. Có sữa không nè, có sữa không nè. Đầu tiên là sữa. Dạ sữa là có thùng nha. À em có 10 bịch nha. Dạ. Trứng gà có không? Trời ơi trứng gà là một thùng luôn. Thùng giao cách cảm quá vậy. Ủa này là nãy em kêu á. Có khăn không? Khăn là có luôn. Cái này là khăn mùng. Cái này là để che mặt em bé. Đây là khăn chừa sữa. Nhưng mà có thể lau mặt được luôn. Hồi nãy cô đã nói cái này là cái nón nó kết hợp với cái khăn. Là có tính không? Có tính. Rồi tính đó, không? Cái khăn này chương trình không cho tính. Tính rồi. Mà có bình sữa không? Bình sữa là 2 bình vậy. Cái nốt ăn gian vẫn còn luôn á. 2 bình. Có mì không? Trời mì là một thùng nha em nha. Rồi tuyệt vời. Anh nhờ khăn nóng nhau là được 120. Có sữa cho em bé 3 tháng tuổi, ủa 8 tháng tuổi không? Sữa bột. À cái đó thì không nha. Ủa tại sao vậy? Không đủ tiền. Thấy chưa, rõ ràng anh mua 2 cái thùng mì đó. Ủa một mắc tiền. Thì bởi mua thùng mì với thùng chứ. Sữa. Có dạ dép hả? Không? Dép với bánh là một không? Có trứng vịt không? Trứng gà của trứng vịt chứ. Mình nữa trứng gà mà có trứng vịt. Bây giờ tổng kết lại là mình có 7 món giống nhau nên mình được số tiền là 140.000. Giờ là mình gom đồ mình đi về nhà anh chuột chị Hương đây nè. Đúng. Nào mình tới già như nhân vật đi.